Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì những dòng vang giá rẻ, anh em có nhu cầu để nâng cấp cho những chiếc âm ly, hoặc anh em có nhu cầu để nâng cấp cho những chiếc vang đã cũ, anh em đã dùng, đã chán rồi, nó đã bị lột, lẹt xẹt rất là nhiều rồi, thì ngày hôm nay đó là những chiếc vang của Lưới Agotic FX500. Giá rất là rẻ anh em nhé, chỉ có 1 triệu 500 nghìn đồng thôi. Đúng không ạ, 1 triệu 500 nghìn đồng. Anh em sở hữu được hàng mới, bảo hành cho anh em 12 tháng. Và lỗ trong tháng đầu tiên anh em sẽ được đổi mới anh em nhé. 1 triệu rưỡi bên em bao ship. Và ok, em sẽ thử cho anh em. Quan trọng đó là cái chất mic. Nhiều anh em đi mua vang, nhiều anh em đi mua vang thì anh em cần phải biết quan trọng đó là cái tiếng mic của nó có hay không, đúng không ạ? Cái quan trọng đó là cái tiếng mic hát có hay không, có bay không, và cái tiếng echo của nó như thế nào. Thì rất nhiều anh em đang quan trọng về cái tiếng mic. Thì với cái tiếng nhạc thì tất nhiên rồi, anh em chỉ chỉnh được bass check thôi, nó không ảnh hưởng nhiều, đúng không ạ? Thì chủ yếu đó là tiếng mic, thì em sẽ thử cho anh em cái tiếng mic để cho anh em có thể nghe và có thể tham khảo với dòng này. Mọi tin nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại bên góc dưới màn hình anh em nhé. Xem video thì hãy nhớ like, nhấn chuông, đăng ký kênh để xem các video mới nhất. Và đây là con vang Lưới Agotic FX500. Đầy đủ các cổng đầu vào như là Bluetooth, USB, rồi cổng quang, rồi cổng AUX. Nó đầy đủ những cái thiết kế, những cái chức năng hiện đại nhất hiện tại bây giờ đang có trên những dòng vang, đúng không ạ? Cổng quang cho những chức năng giải mã, rồi Bluetooth đầy đủ cho anh em luôn. Cũng không để anh em chờ lâu, thì đây là cái tiếng mic mà em cũng pha thêm một chút echo thôi. Và bây giờ em sẽ tăng cái echo volume lên để cho anh em cùng nghe. 6 7 1 2 5 6 7 8 9 6 7 7 7. Anh em nghe tiếng echo của nó mạnh mạnh và tiếng rất là mượt anh em nhé, tiếng nó rất là mượt. 1 2 3 3 3 3. Để điều chỉnh được cái độ nhanh chậm dài ngắn của echo thì ở đây nó sẽ có delay và repeat. Delay 6 7 7 7 7. Delay là độ nhanh chậm của echo, repeat là độ dài ngắn của tiếng echo mình. Đây thì delay, anh em mà muốn cho nó chậm chậm thì anh em phải xoay lên thì tiếng echo của mình nó sẽ chậm chậm. Đây 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4. Anh em thì nghe thấy là độ nhanh chậm của echo. Và cái repeat là cái tiếp theo là độ dài ngắn. Đây 6 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 6. Anh em có thể thấy được là nó cực kỳ là sáng hay, đúng không ạ? Đây. Thường thì anh em sẽ điều chỉnh theo những cái giọng hát của anh em. Anh em muốn nó nhiều echo lên thì anh em có thể tăng cái delay, cái repeat lên, đúng không ạ? Còn cái bass mid check này thì nó sẽ phụ thuộc vào từng giọng. Anh em mà muốn thanh hơn thì anh em tăng cái check lên, giảm bớt bass xuống. Anh em muốn giọng nó chậm thì anh em phải tăng bass và lại giảm check rồi lại, đúng không? Kể cả phần mic thì cũng vậy thôi. Bass mid check phần mic và bass mid check phần music thì nó rất là dễ chỉnh dung, đầy đủ các cổng như là sub rồi center đầy đủ cho anh em ra để anh em được chơi. Đây. Và cái quan trọng của anh em khi mua vang là cái chất âm nó hay. Đây thì anh em thì nghe thấy. 6 7 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
thấy được là nó rất xanh, đúng không? Bởi cái eco của nó cực kỳ mạnh và tiếng nó rất là lực, nó dày lực tiếng này nghe nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quá hay đúng không ạ? Thì ok, em sẽ lại gần và sẽ cho anh em cùng xem lại về những cái chiếc vang này của bên em. Hiện tại đó là lưới Acoustic FX500. Thì đây là những dòng vang mới, em xin nhắc lại nó là những dòng vang mới. Và lưu ý anh em là một cái điều đặc biệt của này, đó là em không tặng dây jack đi kèm. Và anh em muốn mua thêm dây jack thì anh em sẽ thêm cho 100.000, đó là một cặp dây Canon. Đấy, còn đâu 1,5 triệu là bên em bao ship cho anh em thôi. Và không có dây jack anh em nhé, giá cực kỳ rẻ rồi. Đây, có đầy đủ những cái cổng như Bluetooth, USB, Optical hay là AUX để cho anh em có thể chơi và có thể sử dụng. Chống hú mặt đằng trước luôn anh em nhé, nhấn vào là sử dụng chống hú, nhả ra là không sử dụng chống hú. Con này thì nó revert, nhưng đây là cái revert thông số của revert giả lập thôi, chứ nó không phải là revert chuẩn như những dòng vang cơ cao cấp hoặc những dòng vang số anh em nhé. Revert này thì nó có chức năng đó là để đảo loa thôi, đúng không ạ? Như em vừa nói rồi, delay repeat, nó độ dài ngắn, nhanh chậm của echo, bass mid check của phần echo, bass mid check của phần mic, bass mid check của phần music, thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái tai của anh em và những giọng của anh em sẽ khác nhau.
thì những cái này nó chỉnh nó rất là đơn giản thôi. Anh em lấy một cái tô vít nhỏ anh em thể chỉnh được. Input đây, chuyển các cổng đầu vào, chuyển sang AUX2, rồi Bluetooth, rồi cổng quang USB cho anh em thể dụng. Đây là Optical, ok chưa? AUX1, đấy là những cổng EcoVol tổng, MicVol tổng và MusicVol tổng. Có công tắc nguồn rất là nhỏ nhắn xinh xắn ở bên góc tay phải, EX500 bên trọng ở bên phải luôn anh em nhé. Đấy thì với dòng vang này thì một cái điều đặc biệt nữa, đó là khi anh em mà cắt súp thì cái tiếng mic của mình nó không lọt xuống súp luôn anh em nhé. Có nghĩa là nó cắt hoàn toàn 100% tiếng mic, không để lọt xuống súp luôn. Thì nó rất là hay và cái tiếng mic của mình nó không bị ồm, không bị trầm quá. Thì ok, với cái chất âm này thì đã cho anh em nghe rồi đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là cái chất âm về tiếng mic thì nó rất là hay và rất là phù hợp cho anh em chơi rồi. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với bên em qua số bên góc dưới màn hình anh em nhé. Xem video hãy nhớ like, nhấn chuông, đăng ký kênh để xem các video mới nhất. Và ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.